Hai mã cổ phiếu vào diện cảnh báo và hạn chế giao dịch gồm cổ phiếu X77 của công ty cổ phần Thành An 77 và cổ phiếu VVN của Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam. Hai mã cổ phiếu này bị đưa vào diện cảnh báo do báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên. Mã cổ phiếu X77 bắt đầu vào diện cảnh báo kể từ ngày 11 tháng 4, mã cổ phiếu VVN bắt đầu vào diện cảnh báo kể từ ngày 12 tháng 4. Trên thị trường chứng khoán, hai mã cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu VTR của Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam Viettravel được đưa ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 12 tháng 4 do vốn chủ sở hữu không âm trong báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của công ty.